Món này vẫn là hay nhất. Dê chao dầu lam măng mật. Nhưng mà như quán này cái hôm mà mời là hơi đắt. Dê nó tính cân rồi. Đấy, anh em ăn trung thu ấy. Khả năng là lại bung lại toang tiếp. Không, nhưng mà nó không chế được là nó mới tìm ra. Khó, em bảo đi lọn xả ngoài đường này chết rồi. Ừ, kia. Máy bằng bằng anh rồi, mày bắt một chặng lắm em ạ. Bắt sớm mà nó chua đây. Hôm bên siêu thị là thằng kia là cái gì không? Thôi anh em à, bây giờ hết chưa? Hết bia chưa? Vào ăn cái canh này. Canh đúng yêu vào cho nó giảm. Nào anh em ơi, làm tí rượu nào. Khai mạc nha. Làm tí rượu ăn món khai vị tiết canh, lúc nãy uống khai vị rồi. Bye, I am.